Và chúng tôi rút ra được một kinh nghiệm là cảm giác thích nhất vẫn là cảm giác mình luôn được là chính mình. Một cái giúp cho cái nhạc underground nó được nhiều bạn trẻ đón nhận và tiếp cận, tại vì nó sát với cả cuộc sống của họ hơn. Các bài hát của Da LAB thì nó đến từ những cái điều rất là bình thường, giản dị mà có thể nói là ai cũng sẽ gặp trong cuộc sống. Và mình nghĩ là rất là nhiều người đều có chung những cái cảm giác, những suy nghĩ như vậy, nên những cái bài hát của Da LAB có thể được rất là nhiều người có cái sự đồng cảm. Khi mà quyết định chuyển từ công việc kiếm sống hàng ngày chuyển sang theo đuổi âm nhạc thì quan trọng hơn là có rất nhiều thời gian cho gia đình và vợ con. Được chăm sóc những người mình, người thân, những người mà mình yêu thương ấy, thì nó là cái nguồn gia vị tuyệt vời để giúp mình tích lũy vốn sống hay là làm nhạc. Âm nhạc của mình như kiểu một sự trưởng thành của một người đàn ông ấy. Có những bài hát mà rất là ngô nghê về cuộc sống, là những năm mà bọn mình ngồi trên ghế nhà trường. Xong rồi bọn mình có Hà Nội giờ tan tầm, những tháng ngày bọn mình mình đi làm những công việc, có những công việc đầu tiên mà bắt đầu phải bị những cái mối quan hệ chằng chéo trong cái xã hội. Bọn mình có những cái bài hát tiếp theo là Một Nhà, Về Nhà, những bài hát tình yêu, yêu đời. Chúng mình có được sự cảm nhận cuộc sống sâu hơn và bọn mình tìm được cái tình yêu của cuộc đời mình. Âm nhạc hướng đến cái sự là gắn kết con người với nhau thì đấy là cái cách mà bọn mình bắt đầu với Tử Tế Show. Thì cái điều đó cũng đã thành công và cũng kéo dài được 7 năm trời. Có thể nó không quá mỹ miều, không vẽ lên những bức tranh tươi đẹp để cho mọi người, nhưng mà nó cố gắng hướng người ta đến những cái suy nghĩ tích cực. Người cố gắng duy trì cái ý niệm đó trong việc làm nhạc cũng như là trong cái việc mà hàng năm mọi người, các nghệ sĩ tập hợp lại với nhau và làm cái show đó, càng ngày lan tỏa cái thông điệp tốt đẹp đến với những cái bạn hâm mộ âm nhạc của mình.